Hello, xin chào quý chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cũng như quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày của em Phát nha. Thì trước khi bước vào nội dung của video thì anh chị có thể để lại cho em xin một like, một share, một đăng ký kênh. Ngoài ra chưa có trong tín hiệu có thể quét mã QR hoặc vào đường link mô tả dưới video để vào trong tín hiệu anh em ITB cùng đồng hành và hỗ trợ cho anh chị tốt hơn trong thời gian sắp tới. Thì hôm nay em cũng đánh giá và chia sẻ cái góc nhìn chung về thị trường trong phiên những phiên tiếp theo

trong đó có 15 mã tăng không không mã tham chiếu và 15 mã giảm ha thì uh, đóng góp uh, tích cực hàng đầu cho thị trường như là uh, những mã cổ phiếu đến từ nhóm ngành ngân hàng VCB, BID, CTG, V, VFB, TPB, SHB, ACB thì trong giai đoạn này như trước đây thì uh, những uh, phiên gần đây nhóm ngành ngân hàng cũng là những cái nhóm chủ chốt và dẫn sóng cho thị trường thực ra thì những chỉ số của thị trường như em đánh giá thì dịp này là có thể đã giảm khá là sâu tuy nhiên do nhóm ngân hàng đã có cái dấu hiệu giữ lại thị trường đỡ được thị trường cho nên chỉ số index chỉ lên sinh và tích lũy tuy nhiên điều này chỉ cần duy trì rất tích lũy đâu đó khoảng hết tuần này sang tuần sau một kịch bản không rơi nhiều sẽ tạo thành những cái sự lấy lại cân bằng của những chỉ báo như đây chỉ báo dòng tiền chỉ báo tâm lý hưng phấn sẽ hạ nhiệt đi thì lúc đó vẫn có cơ hội tiếp tục tuy nhiên những cái biên hỗ trợ khá là nhạy cảm của thị trường trong giai đoạn này thì chỉ trong phiên hôm nay sẽ có những cái khả năng xác nhận những phim tiếp theo chúng ta cùng đi đến cái góc nhìn là đánh giá về phân tích kỹ thuật để có cái 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 góc nhìn cho anh chị đầu tư ha rồi thì tiếp theo đánh giá về hôm nay thì khối ngoại tiếp tục tục bán rồng là 170.06 tỷ bán hàng đầu như chứng chỉ quỹ nè FRT GAT DGC VNMH VHM và HDC để tham gia hàng đầu như VCB, CTG, STB, MWG, FPT ha. Rồi tiếp theo là tự doanh mua bán rồng trong phiên hôm nay thì điều tích cực hơn thì trong những phiên gần đây khối tự doanh đã có những dấu hiệu tham gia mua rồng liên tục và trong phiên ngày 9 tháng 1 thì khối tự doanh đã mua 213.09 tỷ và tham gia hàng đầu như chứng chỉ quỹ ASM, FPT, HBG, STB rồi, tiếp theo chúng ta cùng đi đánh giá về cái góc nhìn chung về phân tích kỹ thuật của đồ thị vn index thì trong giai đoạn này vn index nhìn đánh giá về trung hạn cũng đang có một dịp phục hồi khá là tốt nhìn về à, à đồ thị tuần cũng đang có những dấu hiệu à, tiếp tục hồi phục tuy nhiên hiện tại là đang có một cái trạng thái tích lũy bởi vì hiện tại nó có dấu hiệu nó vượt và xuyên ở trên cái vùng kijun rồi thì giai đoạn này đang tích lũy thôi còn trong ngắn hạn thì hiện tại đang có cái sự mất cân bằng khá là xa Bởi vì hiện tại VN Index đã tăng đâu đó từ cái biên hỗ trợ 1082 Cho đến nay chưa có nhiều tích lũy, chưa có con sóng chỉnh trở lại cho nên giai đoạn này có những cái dấu hiệu như là những cái chỉ báo tâm lý hưng phấn đã lên khá là cao. Điều này cần phải lấy lại những sự cân bằng tích lũy trong ngắn hạn thì mới có cái cơ hội hồi phục cao hơn. Bởi vì có rất nhiều những nhà đầu tư đang cầm tiền đứng đứng ngoài chờ khi thị trường có những dấu hiệu tích lũy trở lại để tham gia và thị trường chưa có chỉnh uh, sâu thì có thể là dòng tiền chỉ có thể vào nhỏ giọt thôi còn giai đoạn này hãy mà thì vnindex có dấu hiệu tích lũy lấy lại cân bằng thì theo đánh giá sẽ có một con sóng khá là lớn để uh, đóng góp tích cực cho thị trường trong thời gian sắp tới ha chúng ta cùng đi đến cái góc nhìn của đồ thị vnindex trong ngắn hạn thì như trước đó em đã chia sẻ rồi thì uh, có thể là trong phiên uh, trong phiên hôm nay trong phiên hôm nay ngày 10 tháng 1 đâu đó là khoảng hết phiên sáng hết phiên sáng hôm qua bắt đầu từ 11 giờ cho đến là hết hết phiên hôm nay luôn sẽ có những cái khả năng biến động khá lớn một đó là kịch bản thứ nhất nếu mà như mà tiếp tục phá vỡ mất luôn cái vùng đáy hôm trước đó tức là mất đi cái vùng 1.155 thì sẽ có khả năng quay về những biên hỗ trợ tiếp theo có thể đâu đó là 11447 hoặc thậm chí sâu hơn có thể là 11 là 1124 nhìn trong cái khung đồ thị giờ như thế này thì biên hỗ trợ gần nhất của vùng điên ở khung ngắn hạn đó là 1147 ha như vậy thì sẽ có cái kịch bản thứ nhất một là sau 11 giờ mất đi 1155 có thể nó sẽ quay về trước tiên là 1147 và nó thích lũy và duy trì tích lũy trong giai đoạn này đâu đó khoảng uh, đâu đó khoảng uh, hết hết tuần này có thể là hết tuần này tức là sẽ còn một phiên rưỡi tức là sau 11 giờ sẽ còn một phiên rưỡi của có sự biến động giá nữa có thể sẽ quay về duy trì trên 1147 và không mất đi cái vùng này thì sẽ có cái khả năng thị trường tích lũy đi ngang sang đầu tuần có cơ hội tiếp tục đào, đào hồi phục tuy nhiên kịch bản sâu hơn vẫn có thể phá vỡ và mất đi 1147 thì khả năng sẽ tìm về đâu đó là quanh 11, 1124 hoặc là 1130, 1137 Thì à, sau khi cái nhiệm phục hồi khá tích cực của index thì sẽ có rất nhiều cái biên hỗ trợ xảy ra Nó tạo thành những cái biên hỗ trợ thì khi index có những sự rung lắc tích lũy trở về Thì gặp những cái à, vùng hỗ trợ và sẽ dàn co dàn co tích lũy và tiếp tục hồi phục Cho nên em đánh giá giai đoạn này thị trường tích lũy thì sẽ là cái cơ hội khá là tốt Cho quý anh chị nhà đầu tư tham gia gom hàng bắt nhịp trong giai đoạn này rồi còn nếu mà cái kịch bản mà hồi phục tích cực thì theo em đánh giá kịch bản tích cực nó sẽ không cao bởi vì trong giai đoạn này đã có những nhiều rất nhiều cái chỉ báo xảy ra cho chúng ta tha, ta thấy rằng thị trường có thể nó sẽ còn giằng co và tích lũy lấy lại sự cân bằng thì à, cùng đánh giá một cơ góc nhìn về xu hướng phân tích kỹ thuật khác thì hiện tại chúng ta nhìn thấy đồ thị giờ của VN Index đang có những dấu hiệu bó chặt là bà hội tụ và đang và trong phiên trong phiên ngày 9 tháng 10 rồi ngày 9 tháng 1 đã có dấu hiệu nhúng xuống vùng MA20 của đồ thị 1 giờ Tuy nhiên vẫn cuối phiên vẫn rút chân lên và duy trì giữ được trên viên hỗ trợ này Như vậy thì đây vẫn là vẫn còn một cái cái kịch bản khá tích cực Có thể là thị trường sẽ quay xe quay và tích lũy quanh cái biên độ là 1, 1055 cho đến 1065 xoay quay trong giai đoạn này Và kịch bản mất đi vùng 10155 thì tức là nó phá vùng đáy trước đó và mất luôn MA20 thì có thể nó sẽ tiếp tục nó tạo thành một cái nhịp tích lũy tiếp. Và nếu như cái kịch bản mà phá luôn cái vùng bên dưới thì có thể nó sẽ xé vùng bên mở rộng ra. Khi đó bên trên nó cũng mở lên, bên dưới nó mở rộng ra và khi đó vùng giá có thể nó sẽ có những nhịp tích lũy quay về quanh 1130, tức là quanh vùng đáy trước 1124 1130. Mới có cơ hội tiếp tục hồi phục Thì như giai đoạn này Như anh chị đã thấy Hiện tại Bernie Index đang có những dấu hiệu uh, Hướng lên như thế này Đang có những dấu hiệu vùng đỉnh như thế này Và nó lình xình, nó tích lũy. Trong khi đó là anh chị nhìn thấy Về cái biểu đồ của Bernie Index uh, Cái chỉ báo RSI nó đang có dấu hiệu phân kỳ giảm dần trong giai đoạn này tức là nó hạ nhiệt đang lấy lại sự cân bằng cho nên em đánh giá giai đoạn này thị trường tăng nó sẽ à, tiếp tục cái chỉ, chỉ báo đây nó sẽ lại à, đưa đi lên cái giai đoạn hưng phấn đi lên cái giai đoạn quá mua nữa cho nên kịch bản em đánh giá là nó tăng nó sẽ có thể nó sẽ có rất nhiều cái áp lực để nó bán ra trong giai đoạn này thì à, như anh chị đã thấy nhìn chung trong phiên ngày 9 tháng 10 thực ra thị trường kéo một sắc xanh nhưng những mã cổ phiếu trong danh mục những mã cổ phiếu mid cap hình hầu như là nó có một cái sắc đỏ khá là đồng là khá là nhiều khá là đồng thuận cho nên giai đoạn này thị trường tích lũy trở lại thì sẽ có những cái sự cân bằng và có áp lực sẽ khả khả năng sẽ có những cái à, lực cầu vào và để à, à, bắt nhịp đón cái nhịp hồi của cuối năm ha thì đây cũng là cái cơ hội khá là tốt cho quý anh chị nhà đầu tư đầu tư và nắm giữ ở à, chung và dài hạn trong thời gian sắp tới rồi thì đó là hai kịch bản của VN Index có thể để sẽ quay và tích lũy còn kịch bản xấu hơn thì có thể nó sẽ quay về tìm về 1124, 1130, 1147 và đó sẽ là những cơ hội cho anh chị tham gia gom hàng để bắt nhịp đón một cái kỳ vọng hồi phục của con sống sang năm 2024. Rồi đó là những cái góc nhìn và đánh giá chia sẻ của em trong những phiên tiếp theo có thể xảy ra của VNNX Rồi xin chân thành cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại quý anh chị vào những phiên à, vào những video tiếp theo ha